vụ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tin tặc Việt Nam gia tăng hoạt động. Ngày 5 tháng 4, BBC tiếng Việt cho hay, tin tặc từ Việt Nam tấn công các quốc gia châu Á, an ninh mạng tiếp tục báo động. Theo đó, tin tặc xuất phát từ Việt Nam đang sử dụng phần mềm độc hại để tấn công các nạn nhân nhằm trục lợi tài chính. Cùng lúc các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam cũng trở thành nạn nhân. BBC dẫn đánh giá của Cisco Talos, nhóm nghiên cứu về an ninh mạng thuộc Cisco System tập đoàn đa quốc gia của Mỹ về công nghệ truyền thông kỹ thuật số cho biết, ngày 4 tháng 4, một nhóm tin tặc có tên Corai Raider bị nghi ngờ sử dụng các phần mềm độc hại để nhằm vào các nạn nhân ở một vài quốc gia khu vực châu Á và Đông Nam Á. Các quốc gia có nạn nhân bị tấn công bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia và Pakistan. Theo BBC, Coral Raider chủ yếu đánh cắp thông tin đăng nhập dữ liệu tài chính và tài khoản mạng xã hội nhằm trục lợi tài chính. Và đây là hình bài trên BBC Tiếng Việt. Cisco Talos đánh giá, nhóm này có địa chỉ IP ở Hà Nội, Việt Nam, có tiếng Việt trong tên phần mềm và tin nhắn của thành viên nhóm. Ít nhất nhóm này đã bắt đầu hoạt động từ tháng 5 năm 2023. Cisco Talos phát hiện hai nhóm chat Telegram sử dụng tên tiếng Việt là kiếm tiền từ Facebook và mua bán scan mini là nơi nhiều hoạt động trao đổi diễn ra, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của các nạn nhân. BBC cho biết đây không phải là lần đầu tiên có những vụ tấn công mạng nhằm trục lợi tài chính mà thủ phạm được xác định là từ Việt Nam. Cuối tháng 2 năm 2024, nhà cung cấp công nghệ an ninh mạng Group IP từng có một bài viết về việc Rescare. Việc Rescare là một phần mềm đánh cắp thông tin được một nhóm người Việt Nam quản lý và được lưu hành ít nhất là từ tháng 8 năm 2022 theo group IP. Nạn nhân chủ yếu là những người quản lý hồ sơ của các doanh nghiệp và tổ chức lớn đến từ 44 tỉnh thành của Việt Nam. Vẫn theo BBC, thông tin của Cisco Talos và group IP về các nhóm tin tặc xuất phát từ Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh an ninh mạng trở thành một chủ đề nóng hỏi. Một số công ty Việt Nam cùng với nhiều cá nhân, tổ chức khác đã bị tấn công mạng, gây ra sự gián đoạn hoạt động hoặc thiệt hại về tài chính trong thời gian gần đây. Và đây là hình một cây xăng của bì vòi. BBC liệt kê một số nạn nhân của các cuộc tấn công mạng như sau. Website của Cảnh sát Giao thông Việt Nam bị tấn công vào tháng 2 năm 2024. Fanpage Facebook của Công an Hà Nội bị tấn công vào tháng 8 năm 2023. Công ty VN Direct bị tấn công vào ngày 24 tháng 3 năm 2024. Công ty dầu khí p bị tấn công vào ngày 2 tháng 4 và nhiều doanh nghiệp khác. Bộ Công An Việt Nam hiện đang điều tra vụ việc. BBC nhận xét các vụ tấn công mạng nói trên cho thấy cảnh báo của các chuyên gia công nghệ an ninh mạng rằng doanh nghiệp Việt Nam nhìn chung có năng lực thấp trong việc chống lại các rủi ro dạng này là có cơ sở. BBC cũng cho hay vào chiều ngày 5 tháng 4 tại tọa đàm phòng chống tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền do câu lạc bộ nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam phối hợp cùng hiệp hội an ninh mạng quốc gia tức Bộ Công An tổ chức. Ông Lê Xuân Thủy, giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia đánh giá rằng các doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm đúng mức tới các vấn đề an ninh mạng. Theo ông, các doanh nghiệp vẫn lúng túng trong các xử lý và chậm trễ trong việc báo cáo cơ quan chức năng. Dù sự cố được khắc phục, nguyên nhân lại không được xác định chính xác. Điều này khiến gia tăng nguy cơ tái diễn các cuộc tấn công, ông Thủy đánh giá. Bên cạnh đó, BBC dẫn kết quả từ dự án chống lừa đảo được chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, tức Hiếu BC cùng nhóm chuyên gia vừa công bố vào ngày 5 tháng 4 cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, trang chống lừa đảo.vn đã nhận được tổng cộng hơn 29.000 báo cáo lừa đảo. Một vài hình thức tấn công được biết đến gần đây là ăn cắp tài khoản Facebook hoặc kênh YouTube. Theo đó, một số kênh YouTube lớn và quen thuộc với nhiều khán giả người Việt cũng bị tấn công như kênh Missy Gaming của ông Phùng Thanh Độ hay kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tin tập Việt Nam gia tăng hoạt động Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin một phụ nữ người Mỹ gốc Việt tử vong do nhiễm độc trì từ thuốc đông y Việt Nam. Ngày 4 tháng 4, AFA Tiếng Việt loan tình một phụ nữ ở bang California tại Mỹ tử vong sau khi dùng kem chữa bệnh trĩ gửi từ Việt Nam. Theo đó, một phụ nữ ở Sacramento, tiểu bang California tại Mỹ vừa qua đời vào tháng 3 vừa qua do nhiễm độc trì nghiêm trọng vì sử dụng kem chữa trĩ gửi từ Việt Nam. Hãng tin Fox News địa phương của Mỹ dẫn thông tin từ giới chức y tế của tiểu bang California cho biết vào ngày 2 tháng 4. AFA dẫn giới chức y tế Mỹ cho biết kem được sử dụng có tên Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu. Người phụ nữ đã mua hộp kem trên Facebook và hộp kem được người thân của người này gửi đến Mỹ từ Việt Nam. Giới chức y tế bang California đã xét nghiệm hộp kem và thấy có hàm lượng trì 4% được coi là mức nguy hiểm. Theo các giới chức y tế, bất cứ hàm lượng trì nào cũng đều gây hại cho sức khỏe. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết công dân California được khuyến cáo không sử dụng loại kem này và không tiếp tục mua nó. Những người đã sử dụng kem nên đến bác sĩ và thử máu để xem có bị nhiễm trì hay không. Người trong nhà và đặc biệt là trẻ em cũng được khuyến cáo đi thử máu để xác định có bị nhiễm trì hay không. Liên quan đến nhiễm độc kim loại nặng, từ thuốc đông y, báo tuổi trẻ ngày 3 tháng 5 năm 2022 cho biết nhiều người nhiễm độc nặng vì thuốc đông y truyền miệng, rỉ tai. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ phát hiện những bệnh nhân này đều có tiền căn khỏe mạnh hoặc không có bệnh liên quan, nhưng sau đó đột ngột xuất hiện các triệu chứng và diễn tiến nặng dần lên. Tuổi trẻ dẫn lời tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Quang, trưởng khoa hội sức tích cực và chống độc Bệnh viện Thống nhất Sài Gòn cho biết, bệnh viện này đã tiếp nhận những bệnh nhân bị nhiễm độc do uống thuốc nam. Bệnh nhân thường đến bệnh viện với biểu hiện nhiễm độc đường tiêu hóa, suy thận cấp, toàn đông máu, Thông thường các bác sĩ sẽ điều trị cho những trường hợp này giống như một ca bệnh bị ngộ độc cấp để thải những độc tố ra bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên, với những trường hợp uống những loại thuốc này dài ngày thì việc súc rửa dạ dày không còn tác dụng mà khi đó các bác sĩ sẽ chỉ điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. Và đây là hình một loại thuốc đông y tự điều chế. Tuổi trẻ dẫn lời bác sĩ Doãn Uyên Vi, phụ trách phòng khám chống độc bệnh viện Chợ Rẫy kể về trường hợp chị N, 27 tuổi sau 4 lần dùng thuốc nam thì dẫn tới tình trạng tiêu chảy kéo dài, cơ thể bị phù, suy kiệt do nhiễm độc kim loại nặng từ thuốc. Bệnh nhân buộc phải truyền albumin, truyền đạm mỗi ngày trong suốt 2 năm với tổng chi phí hàng trăm triệu đồng. Theo bác sĩ Hoàng Văn Quang, tùy theo trong thuốc đông y có độc chất gì mà khi đến bệnh viện, người bệnh sẽ có những triệu chứng khác nhau. Tùy theo triệu chứng, tình trạng, lời kể của người bệnh, bác sĩ có thể đoán xem loại thuốc đó có khả năng trộn những độc chất gì, những trường hợp còn lại sẽ phải xét nghiệm mới biết thuốc đó được trộn những độc chất nào, từ đó có cách điều trị cho bệnh nhân. Báo tuổi trẻ cho hay có những loại thuốc đông y còn trộn những kim loại nặng như chì, đồng, kẽm, asen Khi uống những loại thuốc này sẽ gây ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể như tim, thận, mắt. Trong các sách đông y có những vị thuốc như hùng hoàng, chu sa dùng điều trị nhiều loại bệnh ngoài da, viêm nhiễm, sốt rét, an thần, chống co giật, mất ngủ, gian mai, trẻ con khóc đêm. Những vị thuốc này có nguồn gốc từ những cục đá, khoáng chất chứa thạch tính và thủy ngân. Do thuốc đông y thường được tự pha chế thủ công, nên liều lượng không đồng đều ở các viên thuốc. Câu hỏi đặt ra là, chính quyền Việt Nam làm gì để ngăn chặn những loại thuốc độc hại này mà không ảnh hưởng đến ngành y học cổ truyền của dân tộc? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin một phụ nữ người Mỹ gốc Việt tử vong do nhiễm độc trì từ thuốc đông y Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.